ស្ត្រីគ្រួសារមួយគ្រួសារនៅខាងខេត្តព្រះវិហារបាទប្រសូតបានកូន 7 ໃສ່ປີມາກູຫມອງວ່າໃຫ້ນ້ອງຄູສານັ້ນບໍ່ຕາມດັ່ງກໍມີກົ້ນ bà sẽ trai mà nẹt nâng cư tới ban cao con nơi mình đồn sọc của phía đầu viên ban con phụ buôn nẹ xây phí bảo phí bà hãy ta hãy giật thay là phía mặt đai nâng cư ở chết thoa mặt đai thì mình thôn ngồi bà hãy con xâm ra con nước tam thoa mặt đai thiệt ọt miên vẹ ọt miên ây na chạm thăm ấy à thoa mặt đai bà quạt bà lên nâng cho vai khát vai ấy ban chui ưu bật thom khá là hai quạt cây cỏ bóng nâng mất ơi thật thà nẹ con phu nâng cứ chăm tạ tạ cô nẹ để ọt nâng tạ bóng chà alo anh em bay ai cái thạ ca mà buồn đôi mà dọc mai tầm miên mùi nâng ấy nè bà tầm miên mùi tích đôi nà mùi tiết lên bùi mồm pram họ đang thỏa tạ bay cái đấy buồn á ôi tao đôi bị mì mòn á lắm và ni ba cua sa muối nâu nâu gặp nhau hia lâu nè con buôn ba con buôn và dân này và ta lớn niệm toàn đăng thật ta ta nền na nè chui và thay lấy cho vài cái còn ta chui hay con bấy sầm nạch hồi muộn và ta lấy con buôn đẹp sầm nạch thiệt lắm tao còn buôn này chứ nó buồn lắm à lên nên bày ấy cái tại cam lương tim muối nó rộng mà mà nó cột buồn nhẹ cột ruột buồn nhẹ và ta lên nên dương bị chọc đường dương hay dương tơ chùm nuôi em sao mấy dương đo chùm nuôi